Xin chào anh em ơi, nói về cái độ an toàn phá hại thì chuột mà đứng thứ hai thì không con nào dám nhận làm thứ nhất anh em ạ. Và cái thể loại mà phá hoại ác nhất thì đó chính là chuột cụ anh em ạ, chuột cống, những cái con chuột thành tinh cực kỳ khôn ngoan. Cái thể loại chuột này luôn là đau đầu các chuyên gia đầu ngành trong cái lĩnh vực bẫy chuột anh em ạ. Thì có một cái loại bẫy chuột mà là khắc tinh của cái loại chuột cống, chuột cụ này, nó là cái bẫy chuột này đây anh em. Anh em thấy chưa? Loại chuột cụ rất là sợ cái thể loại bẫy chuột này. Đây là một chuyên gia đầu ngành trong cái lĩnh vực bắt những cái con chuột thành tinh, những con chuột cống khôn ngoan đều bị xa bẫy này anh em. Trong video này mình sẽ cho anh em thấy mình đã bắt được rất nhiều các thể loại chuột cụ, chuột, những cái con chuột nhìn nó rất là khôn ngoan, chuột nhà nhá anh em nhá, chuột nhà cực xịn luôn. Nhưng mà gặp cái bẫy này thì thôi khóc thét luôn. Đấy. Bắt sống luôn. Thiết kế rất đơn giản, chỉ cần một cái đế vững chắc này, trên anh em kiếm một cái đại loại như kiểu cái rổ, sau đấy anh em cài đặt một cái hệ thống chốt điểm ở trên, tiếp theo khuyến mại thêm hai cái hòn đá để giữ không cho chuột nó cạy ra, thế là xong. Đấy, rất nhiều nha. Tiếp theo một em nữa, à đấy, à không, nhầm, không phải em này nhá, nhầm, xin lỗi em nhá. Đấy, cậu ông trời mà cũng không tha được, cậu ông trời cũng bắt hết, không tuyệt con nào. Tiếp theo đây, anh em thấy từ nãy giờ bắt được 3-4 con rồi đấy, toàn chuột cụ đi, anh em nhìn thấy chưa? Ui, cái thể loại này nó kêu rất đặc trưng anh em, kêu như lợn luôn. Con này ui kinh chưa, nail nào thò tay vào nó cắn được một phát thì thối nó tự rốn anh em ạ, cực to luôn. Loại này là cái tầm cân rưỡi, không biết ăn bao nhiêu thau gạo. Thì loại này mà nó ỉ ở trong bếp thì cực khai luôn đấy. Bao nhiêu lần tôi phải đi hót cứt bọn này rồi. Anh em nhìn qua đã biết bọn chuột này cực kỳ khôn. Để bắt bọn này không hề đơn giản đâu anh em. Nhìn cái bẫy này luôn là khắc tinh của mấy cái bọn chuột khôn ngoan này. Bắt liên tục luôn. Anh em nhìn qua có thể tự chế được một cái ở nhà anh em. Tiếp theo nít tỏi luôn. Sủa rồi. Từ nãy giờ phải được chục con chơi anh em nhỉ. Thế gần chục con rồi đấy anh em. Đây là tôi mới chỉ sâu tạm bợ thôi anh em. Anh em thấy có mỗi một cái bẫy này thôi mà bắt được rất nhiều luôn. Hầu như đặt bẫy là cứ con chuột là kiểu gì dính vào cái bẫy này. Những cái con chuột to nhá. Cái chuột này nó chỉ kiêng mỗi chuột nhát này không bắt được. Thì nó chuột nhát lại chui qua được cái đỗ, nó thoát ra ngoài, nó ăn hết thóc luôn. Anh em thấy hoành tráng chưa? Xì, quá đẹp trai. Rồi, đặt hai con bẫy ở đây, bắt luôn được một em ngay chuồng gà anh em. Cái bẫy này bắt bẫy được những con chuột nhìn rất là khôn anh em nhé. Những cái con chuột mà lúc nào nó rình để nó chui ra khỏi cái bẫy này cực kỳ khôn, kinh lắm. Nhưng mà làm sao thoát được bàn tay của bản phủ. Ui xồi ôi, gì nữa đây, một em nữa này, ủ rũ. Sau một đêm mưa, sau đêm mưa gió bão bùng rồi ủ rũ thường thế. Ok, như vậy là vừa xong, tôi đã sâu cho anh em một cái loại bẫy chuột mà kinh thiên động địa từ xưa đến nay, khiến cho bao nhiêu cái thể loại chuột cống, chuột cụ, chuột thành tinh phải khóc ra tiếng má anh em. Anh em có thể tự chế tạo một cái bẫy này cho gia đình nhà mình nhá. Đấy, nếu anh em thấy cái video này của mình hay và ý nghĩa thì anh em hãy bấm chia sẻ nhá. Và anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo của mình nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhá. See you again.